Các đồng chí biết ấy, ở Quảng Trị là có một cái tuyến hàng rào điện tử Mác Ba Ra mà nó bố trí dọc từ cao điểm 31 cho đến là 544 mà địch gọi là căn cứ Phu Lơ và xuống đến Cồn Tiên. Đấy là những cái mắt thần của hàng rào điện tử Mác Ba Ra đấy. Mỹ nó còn tuyên bố là hàng rào điện tử Mác Ba Ra này con chuột cũng không thể chui qua được. Lúc đó nó mà chủ yếu cái hàng rào này bằng bằng cái gì? Bằng điện tử. Hai nữa là ở dưới của nó thì nó có hàng rào dây thép gai, rồi nó có mìn mìn các loại, có cả mìn lá, rồi có cả những cái loại là cái mìn Brymo, và có cả cây nhiệt đới. Cây nhiệt đới nó gần như cái cây của ta ấy, nó thả vào rừng đó theo cái tuyến đó. Thì cái cây nhiệt đới này nó nếu mà có cái tiếng động mà đi qua thì nó phát về cái điện tử, nó phát lên thì nó ở trung tâm nó đã phát hiện được đó là quân giải phóng và nó soi về đó, nếu có thì nó dùng cái hỏa lực của nó tức là B-52 rồi là pháo hạm ở ngoài biển kết hợp với các cái trận địa của nó bắn vào những cái mục tiêu mà nó phát hiện có tiếng động tiếng động mà nó kiểm tra có thể đó là cái quân giải phóng tiếp cận nào, thì đấy là nó nói kinh khủng lắm. Chúng tôi mà mìn lá của nó thì nếu chúng ta dám vào là có thể rách chân luôn, hoặc là mìn lá nó treo trên cây mà chúng ta đụng vào ngang đầu có thể nó bắn vào đầu, vào mắt, vào tay đều bị thương cả. Đấy là cái nó chuyên truyền mà thực tế là nó chuyên truyền rất kinh khủng. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù điều kiện về phương tiện kỹ thuật còn thiếu thốn, nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm của các chiến sĩ công binh Việt Nam đã vô hiệu hóa kế hoạch hàng rào điện tử McNamara. Tham mưu trưởng của Không quân Mỹ John McConnell đã từng thừa nhận, Không quân Mỹ phải gánh chịu những tổn thất to lớn trong cuộc chiến kỳ lạ để giành lấy những thắng lợi nhỏ nhoi. Tôi chưa bao giờ thất vọng như lúc này. Chương trình tồn tại như một hố đen hút ngân sách quốc phòng Mỹ trong một thời gian dài, kể cả sau khi người đỡ đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara từ chức vào tháng 2 năm 1968. Hàng rào điện tử này chính thức ngừng hoạt động sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973. Ngày nay, kinh nghiệm của hàng rào điện tử McNamara được Mỹ áp dụng xây dựng hàng rào ngăn người vượt biên và buôn lậu ma túy từ Mexico vào Mỹ. Với các cảm biến kết hợp máy bay, không người lái và camera, nhưng điều hành lần này không phải là quân đội mà là lực lượng hải quan và biên phòng. Tháng 6 năm 1961, tướng Markwell Taylor, một trong những người soạn thảo kế hoạch Staley Taylor cùng với Edward Lansdale, phó giám đốc phòng tác chiến đặc biệt của Lầu Năm Góc, đưa ra hai phương án triệt tiêu nguồn sống của cách mạng miền Nam Việt Nam. Một là dùng không quân đánh phá cơ sở hạ tầng miền Bắc, cách còn lại là thiết lập phòng tuyến để ngăn chặn dòng tiếp viện hậu cần vào miền Nam. Lựa chọn phương án ném bom, tháng 3 năm 1965, Washington khởi động chiến dịch Sấm Rền. Nhưng chỉ sau chưa đầy một năm, chiến dịch bị chính Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara chỉ trích do không đạt hiệu quả. Đến tháng 1 năm 1966, theo Mỹ, chỉ còn phương án xây dựng phòng tuyến hòng cắt đứt đường Trường Sơn là triển vọng nhất. Khi đó, Taylor cũng khuyên Tổng thống John Kennedy gửi thêm quân đội chính quy tới Việt Nam. Một lời kiến nghị còn ám ảnh nước Mỹ trong nhiều thập niên sau này. Taylor lý luận rằng hàng rào sẽ làm suy yếu mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, giúp các lực lượng Hoa Kỳ và Nam Việt Nam đánh bại Cộng sản. Ai cũng biết câu chuyện Mỹ can dự quân sự vào Việt Nam và thất bại, nhưng câu chuyện gốc rễ về nỗ lực thất bại của Mỹ trong việc xây dựng một bức tường trên đất nước Việt Nam gần như đã rơi vào quên lãng. Hàng rào Việt Nam bắt đầu từ một Taylor với một nhận thức sai lầm, người mà theo phóng viên Thomas Rick có lẽ là vị tướng phá hoại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Taylor đã chỉ ra cho chuyên gia chống nổi dậy nổi tiếng là Lansdale đưa mọi thiên tài Mỹ vào làm việc để có một đường dây hay cái gì đó răng ngang ranh giới Bắc Nam và sau đó dọc xuống phía Lào và Campuchia. Lansdale không mấy hứng thú với rào chắn này, bởi vậy ông chuyển nhiệm vụ cho cơ quan quản lý các dự án nghiên cứu cao cấp, viết tắt là ARPA, một đơn vị ít được biết đến thuộc Lầu Năm Góc, gồm các nhà khoa học và kỹ sư được thành lập năm 1958
để giúp Hoa Kỳ chiến thắng cuộc chạy đua không gian với Liên Xô. Tổ chức này đã nghiêm túc tập hợp một số người giỏi nhất để nghiên cứu vấn đề. Họ kết luận rằng nếu thực sự muốn ngăn những người quyết tâm vượt biên thì cần phải tàn nhẫn. Tức là một cái chuyên gia quân sự Hoa Kỳ đấy, mà do McNamara là một viên tướng cũng rất là giỏi của Mỹ sang Việt Nam. Khi ông ta sang ông ta thị sát ấy, thì ông ta muốn tức là phải ngăn chặn cái sự tri viện của miền Bắc cho miền Nam. Và cái ngăn chặn này thì cũng phát hiện ra chúng ta có cái đường 559, đường dây là khi chúng ta đã đi từ phía đông sang, rồi phía tây sang nữa, thì ban đầu nó chỉ là cái hủy thổ bộ thôi. Rồi sau phát triển nó dần dần đến đường ô tô. Thế để mà ngăn chặn thì người ta ông nghĩ là phải làm một cái hàng rào điện tử McNamara. Điện tử là cái gì phải không? Tức là cái chính nó trinh sát phát hiện ra để nó ngăn chặn. Đấy, thì nó gồm cái gì? Nó tạo ra một cái hàng rào nó đi suốt ở bên Việt Nam mà giáp cho tới được là hết đất Việt Nam. Đấy, hết đất Việt Nam. Thì hàng rào này nó gồm cái gì? Thứ nhất là nó phải di hết dân ra một cái vành đai trắng. Và nó làm hệ thống rào dây thép gai dày đặc. Đấy, có hàng mấy chục lớp phải không? Hàng trăm lớp hàng rào. Nó sâu dày thế này này. Và trên đó thì nó bố trí hàng triệu quả mìn các loại. Có loại mìn các loại. Đấy. Đủ các loại mìn thông minh của nó. Và nó bố trí tất cả các loại phương tiện phát hiện ra. Tức là khi người anh đến là phát hiện ra cái gì bằng tiếng động, rồi bằng cái mồ hôi, rồi bằng cái nước tiểu. Tức là nó biết là phát hiện ra cái người qua đây. Và khi phát hiện ra ấy, thì là tất cả các cái thiết bị nó kích hoạt, nó nổ, nó gây cho cái việc là thương vong. Và nó có rất nhiều cái máy bay, cái sân bay dã chiến. Đấy. Nó dọc theo đường cái hàng rào này thì có các sân bay dã chiến của nó, máy bay trực thăng phản lực, chỉ cần 50 phút sau là nó có thể cất cánh đến để đánh phá. Thế và nó làm đấy, nó chi vào đấy tới hàng triệu, hàng tỷ đô la để làm cái hàng rào này. Đấy, có thể nói tức là thực tế mà nói này thì người Mỹ đã huy động cái kỹ thuật quân sự hiện đại nhất của nước Mỹ để đưa vào làm hàng rào này và vô cùng tốn kém. Đấy, nó trang suốt toàn bộ để nó không cho được cái người bộ đội ta từ miền Bắc xâm nhập vào miền Nam. Có thể nói như vậy phải không? Tôi nói như vậy. Thế và nó cũng đến miền Nam thôi. Thì cũng có một số nơi nó có thể sang cái đất Lào phần, nhưng mà chủ yếu bây giờ là Mỹ mới vào miền Nam Việt Nam, chứ còn sang Lào bây giờ là cũng chưa có cái hành động chiến tranh. Đấy, bây giờ là miền Nam Việt Nam là chính thôi. Chứ bên Lào sau này thì có ảnh hưởng không lớn, chủ yếu là miền Nam Việt Nam. Suốt thì cái dọc cái Bắc đường 9 thành một cái giải ở vĩ tuyến 17 như vậy. Và Nagara có tuyên bố tức là một con chuột nhắt cũng không chui qua lọt cái hàng rào này. Các báo cáo bí mật của tổ chức này thời gian đó mô tả những chi tiết mà các thiên tài Mỹ cho là cần làm để rào kín một quãng đường dài 2.000 dặm, khoảng 3.200 km, tương đương với chiều dài biên giới của Mỹ-Mexico. Mặc dù trong trường hợp Việt Nam, nó bị chia cắt thành 5 khu vực riêng biệt, bên cạnh việc triển khai một hạm đội gồm máy bay cánh cố định và tàu tuần tra, dự án niêm phong biên giới đề xuất sử dụng thuốc diệt cỏ để phá trụi một đoạn đường cốt yếu dài 180 dặm thuộc đường mòn Hồ Chí Minh, một tuyến đường mà Bắc Việt sử dụng để tiếp tế cho Việt Cộng, đặt mìn dọc vĩ tuyến 17, ranh giới giữa miền Bắc và miền Nam và dùng hóa chất có màu để theo dõi tàu thuyền trên các tuyến đường thủy. Dự án này cũng kêu gọi phát triển các công nghệ mới. Đính kèm với bản đề xuất năm 1964 là một danh sách yêu cầu được viết tay, bao gồm 2 triệu quả mìn được ngụy trang giống như đá, 20.000 quả bom bi chứa chất làm rụng lá và một lượng không xác định chất thu hút côn trùng. Có lẽ đáng lo ngại nhất là yêu cầu cấp 25.000 vũ khí hóa học không xác định rõ tên gọi. Các chuyên gia tại Lầu Năm Góc đã do dự trước bản đề xuất này. Khi xem xét kế hoạch, Detchman, một trợ lý đặc biệt về chống nổi dậy, đã nhận xét rằng để giao chắn hoạt động được, chi phí cho số máy bay cánh cố định và trực thăng cần có là vô cùng lớn. Bất kỳ loại giao chắn nào, dù là hàng rào vật lý hay hàng rào điện, đều đòi hỏi phải bảo dưỡng liên tục và đắt đỏ. Các thiết bị giám sát biên giới không cần người điều khiển cũng cần chi phí đáng kể để bảo trì và thay thế những chi tiết hỏng hóc, bên cạnh một hệ thống chỉ huy và kiểm soát khổng lồ để nhận diện các điểm xâm nhập. Đề xuất làm rào chắn của tổ chức này bị Lầu Năm Góc bác bỏ bởi chi phí quá đắt đỏ
và đòi hỏi một cam kết quân sự của Mỹ ở Việt Nam mà Nhà Trắng chưa sẵn sàng đưa ra. Nhưng giống như nhiều ý tưởng tệ hại, bản đề xuất này lại được tái sử dụng chỉ vài năm sau đó khi cuộc chiến vũ trang ở Việt Nam leo thang. Một cựu quan chức ARPA viết rằng, bức rào chắn đã sống lại nhờ sự tuyệt vọng của Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara. Lần này nhiệm vụ được giao cho một nhóm có tên là Jason, được ARPA tài trợ, gồm các nhà khoa học mà các tài liệu Lầu Năm Góc mô tả là nhóm tinh túy nhất của cộng đồng học thuật trong các lĩnh vực kỹ thuật. Thay vì xây dựng một bức tường hay rào chắn thực sự, nhóm này tư vấn xây dựng một cái gì đó giống như một bức tường ảo làm từ cảm biến âm thanh và địa chấn, kết nối với một trung tâm máy tính chỉ huy và kiểm soát có thể ra lệnh cho máy bay quân sự tấn công. Các hệ thống hàng rào điện tử này bao gồm một loạt các thiết bị được gọi là cây nhiệt đới. Thực chất, đây là một loại thiết bị do thám chủ động. Sau khi được thả xuống các khu vực nghi vấn trên đường Trường Sơn, các loại cây nhiệt đới được ngụy trang với màu sơn theo kiểu rằn ri, có thể nhận biết được âm thanh chuyển động trong bán kính xung quanh khoảng từ vài chục đến cả trăm mét tùy loại. Các hệ thống này sẽ hoạt động và phát tín hiệu về căn cứ chỉ huy, qua đó phía Mỹ có thể biết được lực lượng quân đội giải phóng đang di chuyển với số lượng là bao nhiêu, lượng xe hàng vận tải là bao nhiêu, tốc độ hành quân v.v. mà không cần phải sử dụng tình báo trực tiếp tại hiện trường. Các cảm biến sẽ xác định có người hoặc xe đi qua lằn ranh vô hình này. Các thuật toán sẽ tính toán vị trí và chuyển dữ liệu đến một cặp máy tính IBM lớn ở Thái Lan. Cặp máy tính này sẽ điều khiển máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu tới tọa độ dự tính. Mỗi giai đoạn của chương trình đều mang nhiều tên gọi nhằm bảo đảm bí mật, nhưng nổi tiếng nhất là tên lều tuyết trắng. Mắt thần của mạng lưới là một tòa nhà rộng 19.000 m² đặt tại căn cứ không quân Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan, là công trình quân sự lớn nhất Đông Nam Á thời điểm đó. Các máy bay tác chiến điện tử EC-121R liên tục túc trực trên không phận quanh vĩ tuyến 17, có nhiệm vụ thu thập tín hiệu từ các cảm biến, khuếch đại và truyền về trụ sở. Tại Mắt Thần, đơn vị Jason cùng hàng trăm chuyên gia phân tích và điều khiển các phi vụ ném bom trên những máy tính hiện đại nhất thời bấy giờ. Để tránh bị nhầm giữa tiếng động khi hành quân của lực lượng quân giải phóng với tiếng ồn do các loại động vật thú hoang gây ra, chỉ một lượng tiếng ồn đủ lớn, kéo dài lâu đã được định sẵn và tiếng ồn phát ra trên phạm vi rộng. Nhiều cây nhiệt đới cùng bắt được chuyển động đó thì thông tin mới được truyền đi báo đèn đỏ. Đèn đỏ là thông báo khi phát hiện được tín hiệu nghi có sự xuất hiện của lực lượng quân giải phóng trong một khu vực xác định. Dựa vào các tín hiệu từ các cây nhiệt đới, các căn cứ tiền phương của Mỹ sẽ xác định khu vực nghi vấn, cử máy bay do thám đến khu vực đó để chụp lại không ảnh trước khi quyết định có nên tiến hành không kích hay không. Việc xác định có nên không kích hay không dựa vào các suy luận về lực lượng bộ đội ta trong khu vực có nhiều hay không. Thông thường, khi thu thập được các không ảnh từ máy bay, các chỉ huy Mỹ sẽ suy đoán về việc với địa thế trong khu vực và dựa trên những tín hiệu đã bắt được thì liệu đây có phải là lực lượng lên tới cấp tiểu đoàn, trung đoàn hay chỉ đơn giản là vài tiểu đội lính giải phóng đang di chuyển trong rừng. Căn cứ vào những thông tin đó, phía Mỹ sẽ quyết định sẽ tấn công hay không. Tấn công vào đâu và sử dụng lượng bom bao nhiêu? Thông thường, khi đã có được các hình ảnh không ảnh do máy bay do thám mang về, phía Mỹ sẽ dựa vào đặc điểm địa hình, đường xá mà các cây nhiệt đới ghi lại để tìm được một điểm có khả năng cao sẽ là nơi đóng quân của lực lượng giải phóng và tiến hành oanh kích để đạt hiệu quả cao. Đây là mặt kỹ thuật, nhưng người Mỹ cũng nhầm như này. Không phải cái gì anh cũng đánh lừa được. Kỹ thuật này, phải không? Đấy, tôi nói như vậy không? Nhưng mà chúng ta ấy, thì chúng ta vào chiến trường ấy, chúng ta phải vượt Trường Sơn sang Lào. Đấy, tôi nói với các phóng viên thế này này, toàn bộ đường Trường Sơn trong những năm chống Mỹ, chúng ta không đi được ở phía đông Trường Sơn, là vì nó vướng cái hàng rào, nó barada này, và nó có lực lượng của nó, tức là nó canh phòng suốt dọc cái tuyến đấy, cho nên là chúng ta không thể vào được. Đấy, những năm 59 cho đến năm mãi đến năm 68 sau này chúng ta cũng không thể vào phía đông Trường Sơn được đâu. Để chúng ta phải vượt Trường Sơn sang Lào, chúng ta lại đi dọc là cái Tây Trường Sơn vào trong, chúng ta đi ngược sang là phía đông Trường Sơn. Như vậy là cái vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam ấy là từ năm 1961 cho đến năm 1968, 73 là phần lớn đi bên đất Lào. Thì cái hàng rào nó mà ra không thể nào anh sang Lào được, bây giờ là anh không làm được. Đấy.
Thì sau đó thì chúng ta đánh ngược ra, phải không? Giải phóng khe xanh. Đến năm 68 đến khe xanh thì hàng rào từ Bắc ra là vô hiệu hóa. Khi chúng ta, tức là nó dùng cái cứ điểm, một loạt cái cứ điểm dọc biên giới đấy, từ khe xanh mà cho tới tức là đầu mầu Tà Cơn vân vân, mà cho tới suốt mà từ là Đông Hà cho đến Long Bảo, là chúng ta đánh cái chiến dịch khe xanh năm 68. Chúng ta nhổ được toàn bộ cái hệ thống chốt của nó dọc cái biên giới ở phía miền Nam Việt Nam. Thì khi ấy tức là nó không còn lực lượng bảo vệ nữa. Tức là anh muốn tức là anh giữ được hàng rào này thì không phải tức là anh chỉ có hàng rào không vào đâu, chúng ta vào ta phá. Nhưng nó phải có một loạt cứ điểm nó dọc cái hàng rào này ở phía miền Nam Việt Nam. Có hàng loạt cái sân bay của nó, tức là nó cất cánh đi để mà nó đánh phá. Khi có báo động cái nó bay nó đánh phá ngay, thì chúng ta phải sang Lào. Chúng ta vòng về miền Nam Việt Nam, chúng ta tiến công vào các cứ điểm khe xanh. Chúng ta đánh thắng và chúng ta phá được cái hàng rào này. Thì bây giờ chúng ta mới đưa quân theo cái ở miền Bắc vào được. Đấy, đấy là những từ năm 68 trở đi thì là hoàn toàn, tức là cái hàng rào đối tượng Bắc Ran là phá sản hoàn toàn vào năm 68 khi chúng ta đánh khe xanh. Quý vị và các bạn thân mến, dù phải hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn trong suốt thời gian tồn tại, đường Trường Sơn vẫn phát triển thành một mạng lưới dài tổng cộng gần 20.000 km, đưa hơn 1 triệu tấn vật tư, hàng trăm nghìn bộ đội vào miền Nam. Trong khi đó, Mỹ đã không đặt ra những mục tiêu đạt được mục đích chiến lược mà còn hứng chịu nhiều tổn thất do quân đội nhân dân Việt Nam đã tìm ra cách khắc chế hệ thống cảm biến và bố trí hỏa lực phòng không ngày càng dày đặc hơn. Thưa quý vị, để giữ thể diện thì không quân Mỹ đã đưa ra tuyên bố hàng rào điện tử đã giúp phát hiện và tiêu diệt hơn 35.000 xe tải của đối phương. Thế nhưng báo cáo của Thượng viện Mỹ lại khẳng định rằng con số mà quân đội Mỹ đã đưa ra là cao hơn rất nhiều so với số xe tải trên toàn lãnh thổ Bắc Việt. Cơ quan tình báo trung ương CIA đã ước tính Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ sở hữu toàn bộ là khoảng 6.000 xe. Hệ thống hàng rào điện tử McNamara chính thức được xây dựng bắt đầu từ năm 1966. Ban đầu nó bao gồm hệ thống 17 căn cứ tiền phương để nhận, truyền, xác nhận các thông tin được thu thập lại từ các thiết bị cây nhiệt đới. Với sở chỉ huy nằm cách chiến trường hàng trăm cây số, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới, hàng rào điện tử được giới chức Mỹ kỳ vọng sẽ biến cuộc chiến trên đường Trường Sơn thành cuộc chiến từ xa, nơi quân đội Mỹ chiếm thế thượng phong mà không cần binh lính xông pha trong lửa đạn. Tướng Mỹ William Westmoreland nhiệt tình ủng hộ chương trình. Ông ta nói: "Tôi thấy một chiến trường được theo dõi liên tục 24 giờ bằng nhiều phương thức, một chiến trường mà ở đó chúng ta có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào nhờ liên lạc thông suốt và hỏa lực mạnh." Không quân Hoa Kỳ tuyên bố thành công vang dội, dẫn ra những con số lớn về các đoàn người bị trúng bom. Tuy nhiên, việc xác minh những con số đó là rất khó khăn, bởi trong thời đại chiến tranh số mới, chỉ lầu năm góc mới có sự tiếp cận đầy đủ đối với chiến trường. Nhưng trên thực tế, chương trình bộc lộ nhiều vấn đề ngay từ lúc triển khai. Do thả từ máy bay, một số lượng lớn cảm biến bị hỏng khi chạm đất. Số hoạt động được gặp nhiều trục trặc trong khí hậu khắc nghiệt, dễ bị đánh lừa và phải thay thế thường xuyên. Chi phí cho mỗi kênh nhiệt đới lên tới 2.000 đô la. Toàn bộ dự án tiêu tốn gần 1 tỷ đô mỗi năm. Để duy trì hoạt động là chương trình đắt đỏ nhất trong lịch sử quân sự Mỹ khi đó. Đồng thời, bức rào chắn này có ảnh hưởng rất nhỏ đến Việt Cộng. Để đối phó với hàng rào điện tử McNamara, bộ đội Việt Nam đã xác định 3-0. Đi không giấu, nấu không khói, nói không công. Để nâng cao tinh thần đảm bảo bí mật, tránh việc tạo tiếng ồn, gây sự chú ý trong lúc hành quân. Chúng tôi phải thử thôi. Trước đó là phải thử này. Mình thử đưa lực lượng nhỏ, mình luồn vào xem nó có phát hiện được không. Thì từ lực lượng nhỏ 3 người, rồi đến một tiểu đội, đến một trung đội, xong đến một tiểu đoàn, thì chúng tôi đều luồn được. Tức là vào bên trong vượt qua, tức là đánh địch trong hàng rào điện tử Bắc Đan, tức là luồn qua đó để đánh vào. Như thế không phải nó như tuyên truyền. Thực tế ra là qua thực tế là mình cũng vô hiệu hóa được. Vì thực tế là trong rừng ấy có thể tiếng động của lá cây, đổ cây,
và tiếng động của con thú trong rừng ấy, thì nó cũng phát về trung tâm. Nên là địch giữa là cái tiếng động đó thì nó gió thổi cũng có thể, cây đổ cũng có thể phát động về. Thì đấy, tất cả những cái hàng điện tử lúc đó, thời đó này, nó tuyên truyền kinh khủng lắm. Bây giờ gọi là chính công nghệ cao ấy, thì nó còn cao hơn nhiều. Nhưng mà thời đó là lúc đó là cái hàng đạo điện Magda của ông tướng Magda. Đấy, cái hàng nào đó. Thời gian đầu khi chưa phát hiện ra cây nhiệt đới, các đợt oanh kích của Mỹ đã gây tổn thất cho bộ đội. Về sau, bộ đội công binh của ta đã mưu trí, không những vô hiệu hóa chúng bằng những cách làm đơn giản như dùng hàng trăm vỏ lon thịt hộp đựng nước tiểu vào mỗi lon một ít treo đầy rừng đánh lừa cây nhiệt đới, hoặc tạo ra nhiều tín hiệu giả để nghi binh vào vị trí cần phá, mở đường. Bao nhiêu bom đạn của địch cứ nhằm vào vị trí nghi binh, có khi là đèo dốc mà công binh ta chưa kịp khai phá để giúp ta mở đường. Các đơn vị di chuyển cũng chủ động phát hiện các khu vực có cây nhiệt đới của đối phương để tìm cách né tránh hoặc tương kế tiểu kế khiến đối phương mắc lừa. Thông thường, việc né tránh các khu vực dính hàng rào điện tử McNamara là cực kỳ đơn giản do tuyến đường mòn Trường Sơn được xây dựng theo kiểu đan xen nhau cực kỳ chằng chịt. Mỗi khi có một khu vực được coi là nghi vấn, ngay lập tức đoàn xe vận tải sẽ được chuyển hướng, di chuyển theo lộ trình khác an toàn hơn. Ngoài việc sử dụng các loại cây nhiệt đới, các loại bom thông minh cũng được coi là một phần trong chương trình hàng rào điện tử McNamara. Các loại bom thông minh có dẫn đường cho phép chúng thả từ độ cao hàng nghìn mét, nằm ngoài tầm với của các loại vũ khí phòng không thông thường mà vẫn đạt được độ chính xác cao. Đối phó với nguy cơ này, các lực lượng công binh, thanh niên xung phong có mặt trong tuyến đường mòn cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thông đường bất cứ lúc nào nếu giao thông bị phi pháo bom Mỹ làm hư hại. Sau khi tiêu tốn cả tỷ đô vào việc xây dựng hàng rào điện tử, đánh phá các tuyến đường vận chuyển của ta, hiệu quả của hàng rào điện tử McNamara là không cao. Những người ủng hộ công nghệ nền tảng chỉ trích không quân vì sử dụng công nghệ cảm biến để theo đuổi chiến dịch ném bom chiến lược thất bại vào Bắc Việt, làm chệch hướng nguồn lực khỏi kế hoạch rào chắn. Dù lý do là gì, thì cũng có một kết luận rõ ràng. Bất chấp những báo cáo lạc quan từ không quân Mỹ, sự thất bại của bức rào chắn lớn đến mức cuối cùng nó bị chế giễu bằng cái tên hàng rào McNamara.